đồng bằng sông Cửu Long hiện có hàng chục nghìn hecta mít Thái sâu sớm, riêng tỉnh Tiền Giang đã có khoảng 7.000 hecta. Gần một tháng nay, giá mít tại các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã giảm mạnh, chỉ còn một vài nghìn đồng một ký, giảm tới 20.000 đồng một ký so với tháng trước. Hiện tại, giá mít Thái siêu sớm được thu mua tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang giảm rất mạnh. Thương lái đến vườn thu mua mít loại 1, trọng lượng từ 12 kg một trái trở lên, với giá 6.000 đồng một kg. Mít loại 2 chỉ còn 4.000 đồng, thậm chí loại 3 chỉ còn 2.000 đồng một kg. Còn tại Đồng Tháp, hơn một tuần qua, giá mít tại tỉnh này sụt giảm mạnh. Hiện tại, mít Thái loại 1 chỉ còn 8.000 đồng một kg. Mít Thái loại 2 còn 6.000 đồng. Mít loại 3, thương lái chỉ thu mua 3.000 đồng một kg, giảm 20.000 đồng một kg so với tháng trước và giảm một nửa so với tuần trước. Với giá này, nông dân không có lãi. Lý giải giá mít giảm mạnh, nhiều thương lái cho biết do thị trường Trung Quốc ngừng thu mua, hiện chủ yếu chỉ phục vụ thị trường trong nước. Ngoài ra, khi mít có giá, nông dân ồ ạt đốn bỏ các loại cây ăn trái khác để trồng mít, dẫn đến hệ lụy dư thừa nguồn cung, khiến giá mít Thái siêu sớm giảm mạnh. Cùng với người trồng mít Thái thì người trồng sầu riêng từ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đến miền Tây Nam Bộ cũng đang lao đao khi mà vụ thu hoạch đã bắt đầu. Mỗi năm vào thời điểm này thì dù nguồn cung dồi dào nhưng giá bán sầu riêng vẫn luôn ở mức cao, nông dân thu được lợi nhuận tốt. Tuy nhiên năm nay thì lại khác, giá bán sầu riêng ở các vùng trồng đều giảm, có nơi giảm đến 50%. Hiện giá bán sầu riêng ở các khu vực dao động từ 30.000 đến 65.000 đồng trên một ký. Cụ thể tại Đồng Nai, giá bán tại vườn là 40.000 đồng trên một ký, so với một tháng trước đã thấp tới 20.000 đồng. Nguyên nhân là do sức mua của thương lái giảm mạnh, đặc biệt là thị trường Trung Quốc giảm nhập khẩu khiến giá rớt theo. Riêng khu vực miền Tây, bà con chỉ bán được sầu riêng với giá 30.000 đồng trên một ký, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với những vườn rụng lá do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, thương lái chỉ trả khoảng 15.000 đồng trên một ký. Với giá này, nông dân trồng sầu riêng lỗ nặng. Bên cạnh đó, chất lượng trái bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới trong đợt hạn mặn vừa qua cũng là lý do khiến giá sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long giảm sâu. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua giá thịt lợn hơi liên tục leo thang, tăng đến 15.000 đồng một kg so với tháng trước và đã có địa phương là vượt mốc 100.000 đồng một kg, cao nhất từ trước cho tới nay. Đáng nói là sau gần 2 tháng cam kết giảm giá lợn hơi xuống 70.000 đồng một kg với chính phủ, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đã tăng giá lợn hơi hay chuyển sang bán thịt lợn mảnh trực tiếp. Vâng, và chẳng hạn như là công ty chăn nuôi lợn lớn nhất cả nước đó là CP. Ngày hôm qua, ngày 23 tháng 5 đã điều chỉnh tăng giá lợn hơi thêm 5.000 đồng một kg và sang đến ngày hôm nay lại tăng thêm 3.000 đồng một kg lợn hơi. Động thái này của CP rất có thể sẽ đẩy giá thịt lợn tăng sốc trong những ngày tiếp theo. Để bù đắp cho nguồn cung thịt lợn thiếu hụt trong thời gian vừa qua, chính phủ đã nhiều lần yêu cầu các bộ ngành phải tập trung thúc đẩy tái đàn và tăng lượng thịt nhập khẩu. Tuy nhiên thì việc tái đàn vẫn chỉ diễn ra chủ yếu ở các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, còn khu vực chăn nuôi nông hộ lại cực kỳ khó khăn do không còn vốn đầu tư và con giống rất đắt đỏ. Và bên cạnh đó thì cũng có những ý kiến đặt ra liệu rằng bên cạnh nguyên nhân khách quan là dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung giảm, đẩy giá lợn tăng cao thì liệu có còn do yếu tố chủ quan đến từ sự đánh giá sai thị trường của các cơ quan quản lý điều hành hay không? Trong tiểu mục Theo dòng thời sự ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng phân tích về vấn đề này. Trước tiên thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng cập nhật giá lợn hơi và lợn thịt cao kỷ lục như thế nào trong ngày hôm nay. Lợn hơi nóng nhất cả nước khi có tới gần 10 địa phương ghi nhận mức giá cao nhất 100.000 đồng một kg. Giá thấp nhất cũng ở ngưỡng 95.000 đồng một kg. Mức giá 100.000 đồng một kg chủ yếu ghi nhận được ở các địa phương miền Tây. Tại miền Bắc trong tuần qua cũng ghi nhận 6 địa phương có giá lợn chạm mốc 100.000 đồng một kg. Số ít các địa phương còn lại, giá lợn hơi được giao dịch từ 96.000 đến 97.000 đồng một kg. Và cũng như hai miền Nam Bắc, giá lợn hơi tại miền Trung cũng đang được giao dịch ở mức rất cao, trong khoảng từ 93.000 đến 97.000 đồng một kg. Mức giá thịt lợn hơi tăng cao kỷ lục đã khiến giá thịt lợn tại các chợ cũng tăng chóng mặt. Tại các siêu thị, giá thịt lợn Mart Meat Deli hôm nay giao động trong khoảng 119.000 cho đến 417.000 đồng một kg. Thịt ba dọi là hơn 286.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất tới 417.000 đồng một kg là dành cho thịt nạc nọ, một mức giá cao chưa từng có. Thưa quý vị, tỉnh Ninh Thuận vừa phải có quyết định công bố cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán diễn ra tại tỉnh này từ đầu năm 2020 đến nay.
mực nước tại các hồ chứa đang ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Nhiều hồ thì ở mực nước chết. Hệ lụy là hàng nghìn hecta sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, đàn gia súc, hàng trăm nghìn con cũng bị thiếu thức ăn và nước uống nghiêm trọng. Trước thực trạng báo động này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chiều ngày hôm qua đã trực tiếp kiểm tra tình hình và đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài trong việc ứng phó với hạn hán tại đây. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sau gần 8 tháng không mưa, nắng nóng kéo dài, mực nước của 21 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện chỉ còn khoảng 12%, đạt mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Nhiều hồ chứa nước tiếp tục dưới mực nước chết. Hậu quả là trong vụ hè thu này, bà con phải dừng sản xuất hơn 15.000 hecta, gấp đôi diện tích ngừng sản xuất so với vụ đông xuân. Hiện hơn 200 hecta cây trồng đã bị thiệt hại, hơn 110.000 con gia súc đang rơi vào tình trạng thiếu thức ăn, nước uống nghiêm trọng. Gần 50.000 nhân khẩu đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Đối với tỉnh thì sẽ triển khai một số cái tuyến cây nhánh và đặc biệt là các cái dự án kết hợp. Trong đó có trước mắt là cái dự án ADB8, nó sẽ là cái kênh xuống các cái vùng đồng ruộng ở trên địa bàn của tỉnh. Trong chuyến thị sát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ninh Thuận cần tập trung các giải pháp để khai thác có hiệu quả hệ thống đập dâng và 21 km tuyến kênh chính của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đã hoàn thành. Đưa vào các cái đối tượng cây trồng mà tiêu thụ nước ít nhất nhưng cho giá trị cao nhất. Thứ hai là bố trí những cây con vật nuôi một cách là phù hợp. Cái thứ ba nữa là gắn giữa cái dạng hình sản xuất nông nghiệp với du lịch và các dạng hình kinh tế khác. Thí dụ như kinh tế năng lượng, một cái năng lượng tái tạo ở vùng này là rất tốt. Thì chúng ta phải tổng hòa hết các cái lợi thế về kinh tế ở cái vùng này để triệt để tận dụng tài nguyên nước của một cái công trình đại thủy lợi, tạo ra một cái chuỗi giá trị dài nhất, cao nhất cho cái vùng này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án thủy lợi hồ chứa nước sông Cái có dung tích thiết kế hơn 200 triệu mét khối ở huyện Bác Ái. Được đánh giá là công trình mang tính lịch sử sẽ giúp Ninh Thuận ứng phó với hạn hán thường niên. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị đẩy mạnh tiến độ thi công công trình này, chậm nhất tháng 3 năm 2021, công trình phải hoàn thành, tích nước phục vụ công tác chống hạn cho các năm về sau. Đến tháng 3 năm 2021, toàn bộ công trình của Hồ Tân Mỹ bao gồm các hệ thống đập phụ và hệ thống đập chính chúng ta sẽ hoàn thành để đưa hồ công suất hơn 200 triệu mét khối vào tích nước. Thì đó là một cái khối lượng công trình lớn nhất. Cái thứ hai nữa là 30 km kênh dẫn chính của cái công trình đại thủy lợi này. Thì cho đến nay chúng ta đã hoàn thành được trên 20 km. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị tỉnh Ninh Thuận tập trung giải quyết, giải phóng mặt bằng của 7,8 km kênh chính Tân Mỹ của giai đoạn 2 để sớm triển khai thi công dự án và đưa vào sử dụng trong năm 2020, phục vụ công tác chống hạn và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vâng, sau một tuần tăng chóng mặt giá lợn hơi, giá lợn thịt ngoài chợ hay là siêu thị thì cũng tăng phi mã. Thậm chí có loại thịt còn có giá tới 417.000 đồng 1 kg, cao nhất từ trước cho tới nay. Vì sao giá thịt lợn lại tăng cao đến như vậy và không thể kiểm soát trong thời gian dài vừa qua, thay vì là có xu hướng giảm giá theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn? Ngay bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng ta phải khẳng định là cái điều thứ nhất là cơ sở là dịch bệnh đã qua. Cái thứ hai nữa là chúng ta hiện nay đàn giống cũ kỹ ông bà lợn ấy, thì có 110.000 con. Chúng ta có 2,7 triệu lợn nái. Chúng ta có 24 triệu lợn thịt. Với một cái tốc độ tái đàn hiện nay rất nhiều địa phương đang tích cực và có hiệu quả. Không lý gì thiếu thịt lợn tới đây. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào tháng 3 vừa qua. Đây cũng là thời điểm Bộ kêu gọi 17 doanh nghiệp chăn nuôi lợn giảm giá lợn hơi về mức 70.000 đồng 1 kg. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở dịch tả lợn châu Phi đã qua, các cơ sở tạo giống và điều kiện chăn nuôi ổn định, đến quý 3, đầu quý 4 năm nay, chúng ta sẽ đạt số lượng đầu lợn bằng thời kỳ cao nhất cuối năm 2018 và đủ khối lượng thịt khoảng 1 triệu tấn cung cấp cho thị trường. Trước mắt sẽ cố gắng đưa thịt lợn hơi về mức 60 đến 70.000 đồng 1 kg ngay trong tháng 6 tới. Trên cơ sở tái đàn của các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp lớn,
thì chúng tôi có cái dự báo là bắt đầu cái nguồn cung tăng lên từ tháng 6 trở đi, tức là bắt đầu từ quý 3. Còn thì trước quý 3 thì cũng rất khó khăn về mặt nguồn cung, là vì nói thuận ảnh hưởng của cái Tết Nguyên đán và đồng thời cái khả năng tái đàn của cái giai đoạn vừa rồi, vì ở trong thời đoạn dịp Tết ấy, trước Tết cũng có một số cục bộ, một số tỉnh nó vẫn còn có cái dịch. Thế cho nên là chính vì vậy thì chúng tôi cũng dự kiến là bắt đầu có giảm giá ở mức độ xuống cho đến gọi là giá mong đợi thì cũng phải ngoài tháng 6. Tuy nhiên thực tế thì lại đang khác xa. Sau gần 2 tháng ổn định thì từ đầu tháng 5 đến nay giá lợn hơi liên tục tăng phi mã, lập đỉnh mới khi lên đến 98 đến 103.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao kỷ lục trong 20 năm qua. Dự báo về giá lợn hơi sẽ giảm sau tháng 6 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất khó khả thi. Nguyên nhân khiến giá thịt lợn tăng mạnh là do nguồn cung tại các địa phương thiếu hụt nghiêm trọng. Bởi để tái đàn lợn thì cần phải có con giống. Khi con giống khan hiếm và đắt đỏ, các nông hộ buộc phải tái đàn lợn nái. Mà muốn tái đàn lợn nái thì cần phải có thời gian hàng năm trời. Để lợn nái nó sinh sản ra thì ít nhất cũng phải 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày thì mới đẻ ra lợn con được. Thứ hai là cái thiệt hại vừa rồi thì không phải chỉ thiệt hại về lợn thịt, mà tôi cho rằng quan trọng nhất là cái thiệt hại về lợn nái sinh sản. Và từ đó dẫn đến mà để có một con lợn nái sinh sản để phối giống được ít nhất cũng phải 12 tháng. Với gần 4 tháng chưa đẻ đi, tức là 16 tháng rồi, cộng với 4 tháng nuôi nữa, là 28 có sản phẩm. Bên cạnh nguồn cung thiếu hụt khi tổng đàn lợn vẫn giảm tới 20% so với đầu năm 2019, sau khi dịch COVID-19 tạm thời lắng xuống, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước tăng cao khi các hoạt động kinh doanh được trở lại bình thường. Đây cũng là lý do khiến cho giá thịt lợn liên tục lập đỉnh mới như trong tuần qua. Để bình ổn giá thịt lợn thì bắt buộc phải có đủ nguồn cung. Nhưng hiện tại thì nguồn lợn giống vừa đắt đỏ vừa vô cùng khan hiếm đã khiến cho mục tiêu tăng đàn lợn tương đương đầu năm 2019 khi mà dịch tả lợn châu Phi chưa diễn ra là vô cùng khó khăn. Ước tính cả nước đang thiếu tới 1 triệu lợn nái để phục vụ cho đủ nhu cầu tái đàn. Và cực chẳng đã thì giải pháp nhập khẩu lợn nái từ nước ngoài về đã được ngành nông nghiệp khuyến khích triển khai. Dẫu vậy thì giải pháp này cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phát huy tác dụng. 250 con lợn bố mẹ đã được công ty trách nhiệm hữu hạn dinh dưỡng quốc tế Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan về. Đây là lô lợn đầu tiên trong tổng số 20.000 con lợn nái và 200 con lợn đực giống được nhập khẩu để nhân giống phục vụ tăng đàn, tái đàn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu trên 110.000 con lợn nái. Riêng đàn giống thế hệ ông bà, cụ kỵ đã nhập khẩu về nước là 5.016 con, dự kiến nhập thêm 10.000 con nữa. Riêng dịch tả lợn châu Phi ta mất đi 11.000 con. Thế mà năm nay trong cái kế hoạch là mỗi tháng tăng 0,5%, thì 12 tháng là tăng 6%. Cái 6% này tương ứng với 6.000 con. Là tổng năm nay chúng ta phải bố trí vào đây cả về thiếu hụt cho dịch tả lợn châu Phi và tăng đàn là 17.000 con. Thế tăng cái tỷ lệ chọn giống lên 18.000 con thì chúng ta hoàn toàn chủ động giống trong năm 2020. Mặt khác, cho nhập tiếp phụ kỵ, cho nhập đàn bố mẹ từ các nước vào. Thế mà chúng ta năm nay là có kế hoạch nhập, đã và đang nhập là 20.000 con hết tháng 8 và hết năm là 103.000 con. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, tổng đàn nái của cả nước là gần 2,86 triệu con, tăng 5% so với cuối năm 2019, song vẫn thiếu tới gần 1 triệu con so với yêu cầu. Nhiều địa phương đang hỗ trợ chăn nuôi lợn nái, tuy nhiên phải có quy mô hơn 50 con trở lên mới được hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng một con. Nông hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, thay vì được hỗ trợ phát triển thì sẽ bị siết chặt quản lý. Định hướng tới của ngành nông nghiệp thì phải siết chặt các cái khu vực chăn nuôi nông hộ. Những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà không đảm bảo cái điều kiện an toàn sinh học thì dứt khoát là sẽ không chấp nhận cho cái quá trình chăn nuôi. Rồi là những cái khu vực như là thành phố, thị xã thì cũng hạn chế tối đa cái việc chăn nuôi trong cái khu vực dân cư. Theo các chuyên gia nông nghiệp, để thị trường chăn nuôi phát triển lành mạnh, tránh độc quyền thì cần phải duy trì chăn nuôi nông hộ song song với chăn nuôi doanh nghiệp. Việc quá ưu tiên chăn nuôi doanh nghiệp sẽ khiến thị trường thịt lợn không thể kiểm soát. Thế thì việc quy hoạch lên các cái vùng thích hợp
không có nghĩa là ở đấy chỉ có các ông lớn đến tham gia được. Tôi nghĩ là chúng ta thành lập các vùng chăn nuôi chuyên trách, nhưng trong đó chia ra các cái ô để mà cho các doanh nghiệp và các tác xã nhỏ, các trang trại đến đầu tư tham gia, giống như là các cái khu công nghiệp chúng ta vẫn đang làm ấy, thì là việc nên làm. Chăn nuôi nước ta này, bây giờ trên 50% là nhỏ lẻ, hơn 2 triệu hộ. Thế nếu như không có những cái mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, ví dụ như Quế Lâm hôm qua, thì chúng ta khó phát triển ở khu vực này. Cho nên là phải có những cái mô hình trang trại doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng cũng phải có những cái mô hình truyền tải ra giải được chăn nuôi nhỏ lẻ. Và việc nữa là nghiên cứu các cái biện pháp để khắc phục tình trạng ví dụ vaccine. Cả nước hiện có 15 doanh nghiệp lớn tham gia lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thịt lợn, chiếm 35-40% thị phần chăn nuôi lợn cả nước. Trong quý 1 năm nay, tốc độ tái đàn ở khu vực này tăng 17%, trong khi tốc độ tái đàn tại khu vực chăn nuôi nông hộ lại vô cùng chậm chạp. Mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo quý 3 và quý 4 năm nay, tổng đàn lợn cả nước sẽ tương đương với trước khi dịch tả lợn châu Phi diễn ra và giá lợn hơi sẽ giảm. Nhưng nếu các chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ không được thay đổi, hàng triệu nông hộ không được hỗ trợ tái đàn, thì dự báo trên sẽ khó thành hiện thực.